Hi, chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại vlog tiếp theo của anh Bốn San Vlog nhá. Hiện tại thì bọn mình đang có một cái sự ăn mừng 707 San quay trở lại với team. Thôi đừng ôm nhau nhá, anh em ba anh em ôm nhau lại dở đấy. Đây thì bây giờ là anh Bốn, anh cameraman và chú Mix San, ba chú cháu đã có một cái món quà để tặng cho 707 nhá. Đấy, ăn mừng sự quay trở lại nào các bạn ơi, các bạn cùng theo 707 nhá. Anh đang biết là món quà gì không? Không. Đúng rồi. Không đây. Bình tĩnh định nào, vô bỏ mắt ra đi. Ôi chưa có gì đâu. Đây nhá, đây là quà của chú Mix San, anh cameraman và anh Bốn San. Những bốn của bố 707 là đây là con FH. Đấy, quán này đi là gái theo đầy đường. SH là anh Bốn. SH mà. Đấy thì hôm qua vào nhà để đón 7 đi làm lại cùng anh em, đi quay phim lại cùng anh em ấy, thì bố có bảo là cố gắng làm sau này mua cái xe để đi. Đấy. Tại vì là hiện tại 7 vẫn chưa có xe đi anh em ạ, toàn đi bộ ra để đi quay phim cùng mọi người, với lại là có hôm thì mọi người vào đón, đa phần thì 7 đi sớm ấy. Thế là nó toàn đi bộ ra thôi. Thế là ngày hôm nay 7 quay trở lại cũng rất là vui. Hôm qua anh em xem vlog anh biết đâu. Đấy thế là rất là vui. Thì chú Mix cũng có bảo mình là hay là chúng ta quyên góp tiền vào để tặng cho 707 một món quà. Và em biết là em đoán là cái gì hả? Em cũng biết. Không biết á? Máy bay đấy. Đây là máy bay đấy. Thôi Alpha em đoán được không? Không biết rồi. Không biết rồi á? Đoán thử đi. Phải đoán thử chứ. Ô tô á? Ô tô nhỏ bé á? Ô tô điện nè. Đấy. Rồi, bây giờ thì chú Mix San khui ra đi. Khui ra nhá. 707 đứng sát nào. Mọi người khui ra. Đây là quà. Đây là quà tặng cho 707 đánh mắt vào đi. Tèng tèng. Yeah. Thật kiểu tận nhé, đổ nhá. Wow. Một chiếc xe đạp địa hình thể thao. Đấy. Đẹp không? Đây là chìa khóa để tạm đây nhá. Chiếc xe chắc chưa. Quay nói chung là bọn anh mua về bọn anh cũng hôm qua thấy thích quá đạp mấy vòng ngồi. Thì bọn anh cũng bóc qua để kiểm tra trước, tại vì mua về lại phải lắp ráp ấy. Để lắp ráp thì bọn anh mua về lắp vào xong chạy có mấy vòng rồi chứ 100% thì không phải, khoảng độ 90%. Chị ăn 99% đi. Bấm ra chìa khóa cho em. Đấy. Đây là chiếc chìa khóa quyền lực của chiếc xe này nhá. Đấy. Anh muốn đi là phải khóa chiếc xe này vào, nếu mà không muốn bị ăn trộm mất. Đấy. Đây bàn giao lại cho anh 707. Em có cảm xúc gì không? Ừ, em rất là vui khi được mọi người tặng cho cái xe đạp như thế này. Vui à? Em cảm ơn mọi người rất nhiều. À, đúng rồi, nhưng mà vậy phải có điều kiện nữa em ạ. Tặng thì tặng cũng phải có điều kiện em ạ. Thì tức là em phải hứa là từ nay trở đi sẽ phải gắn bó quay phim cùng mọi người và cùng nhau cùng team để sản xuất ra những cái nội dung hay. Dù vất vả một chút, nắng mưa một chút, nhưng mà cả team sẽ làm ra những nội dung hay để gửi tới các bạn đã ủng hộ mình nhá. Các bạn đang xem video này này. Em phải hứa nhá. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Rồi ra. Biên báo. Biên đâu ra đấy? Biên kia. Trong mình hứa với tất cả mọi người và các bạn đang xem video là mình sẽ cố gắng hơn, đi đóng phim nhiều đạn hơn và cố gắng ra những cùng anh em ra những tập phim hay nhất. Ok. Mọi người xem. Ông này lên nó bắp anh này, ông mình kiểu sợ chết anh em ạ. Kiểu dạ ngại đấy. Rồi nào mọi người đứng ra cháu show qua một lượt cho các bạn xem nào. Vâng, đây là một chiếc xe đạp địa hình của 707 hiện tại. Yeah, anh em thấy đẹp không? Có một cái điều đặc biệt ở đây là anh em nhìn thấy cái điều gì không? Lốp bự chà bá luôn mọi người ạ. Wow. Quả lốp này không phải là ở đây ai cũng có đâu em ạ. Đấy nhá, anh và anh Bốn này, chú Mix đã phải dành tiền đó đấy. Ăn pha ra đi được xe này không em? Không đi được. Không đi được á? Đi thử đi. Ăn pha thử đèo chéo xem nào. Để cho ăn pha chèo thử em nhé. Ôi.
À, giữ cho anh pha trèo lên thử xem nào. Ôi. Xem nào, em thử đạp nào, em thử đạp thế nào. Đạp không lại chỗ nào. Đạp không? Nào, đun thử anh pha đứng đi thì nào. Chân thì không tới đất nhưng mà. Giữ anh pha nhá. Nào đi nào. Ôi xuống hố kìa đi. Ăn pha đấy, cứ ăn pha đi thử nào. Nào ăn pha đi thử nhá. Ui. Ăn pha đi được này. Quay. Có quành thì không đấy ăn pha. Không à. Anh giữ không? Anh giữ à? Ừ, ok. Không xuống, ôi, chân không xuống được đất anh em ạ nào. Đấy. Chân không xuống được đất, alpha chân không xuống được đất. Đây đạp phát nữa. Chân ngắn mọi người ạ. Ấy. Anh bảy giữ cho em, anh bảy giữ cho em cái ngã kìa. Rồi. Anh pha cho cảm xúc nào anh pha ơi. Đi xe này sướng lắm. Sướng hả? Em có muốn một cái như này không? Em cố. Em có đi được đâu? Em đi được mà. Chân ngắn. Chả lẽ lại muốn phát đi lại có người hỗ trợ em à? Dạ. Vâng. Anh sáu có cái gì đây? Anh sáu đua bắt trước học được ngoài. Ui, cẩn thận nhá. Ui. 66 đi chất nhỉ. Tăng cho 7 mà 7 chưa được chưa được đi. Khách nào qua. 7 đó rồi. 7 lên lấy xe đi thử ra 7. Đấy là những hai những người đã cho 7 leo lên. Nào đưa cho 7 đi cái nào 6 rồi. 7 đang háo hức lắm rồi này. Nào, em sẽ đi thử xe của em và bây giờ đây là xe chính thức của em nhá. Nào, 7 xe bắt đầu đi. Xe này thì vừa mới 7 anh em ạ. Tại vì cao. Tuyệt vời nhỉ. Không biết đâu. Không phải là em bé nữa rồi. Em không còn bé nữa rồi. Bánh to nhỉ. Đi ra quán phát nhìn thấy bánh to đấy mà mấy chú cháu mình thích quá, bộ mua chắc phát này thằng bảy thích lắm đấy. Thích không? Thôi cái này ví dụ mình đem xe này về thì bố em có bỏ sao không? Em không biết, chắc bất ngờ lắm anh. Bất ngờ hả? Nha, bố bỏ sao thì bỏ là xe bọn anh tặng, chú tặng chứ không bỏ là bố lại bỏ ăn trộm đâu được nhá. Bố đi vay tiền xong rồi đem về mua thì. Bố vay tiền xong rồi đem về mua. Thì đây là cái xe anh tặng cho em để cung cấp một cái phương tiện đi lại cho em để đi đóng phim cùng mọi người, chứ không phải đi bộ trời nắng như mọi ngày nữa. Thì sau này cố gắng kiếm tiền thì anh em mình sẽ có nhiều tiền rồi thì em sẽ mua SH như, mua được SH như hôm qua bố bảo ấy. Nhuộm thêm đầu xanh đồ đỏ mới xăm chỗ vào nữa thì bố. Đấy. Em biết con xe này bao tiền không? Anh bốn sẽ tiết lộ. Em biết không? Em đoán thử xem nào. Cái này chắc tầm 3 triệu. 3 triệu á? Ôi giời ơi, em nghĩ 3 triệu 2 cái lốp thôi. Em nhìn con xe nó chất như này mà. Thấy chưa? Nó chất kinh khủng khiếp. Hả? Đắt cái phuộc này, em nghĩ phuộc chưa? Phuộc cơ mà, có phuộc cơ mà. Bên Ý. Cho em đoán lại phát nữa. Đoán sai lấy lại xe. Đoán phải sát sát chứ, ai đời nào đi đoán 3 triệu. Đoán lại đi. Bao nhiêu? 4 triệu. Ồ, giời đất ơi. Cả bánh lại thêm một quả sóc. 4 triệu thêm hệ thống sóc đằng trước này thôi. Còn chưa có khung đâu. Chưa khung mà khung là không đắt tiền đấy. Đoán lại ra phân nữa nào. Anh đoán 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi á? 4 triệu rưỡi thêm được cái xích này thôi. Thêm cái xích thôi. Đó mọi người, đoán là bao nhiêu? Ăn phát. 10 triệu á? 10 triệu á? Ăn vào 10 triệu.
Cha ra? À, 6 triệu. Alpha 6 triệu. 5. Này chắc tầm 8 triệu. 8 triệu à? Chú Mix. À chú Mix là người mua. Chú Mix mới lại Alpha. À chú Mix 404 và mình. Đấy ba chú cháu thì gia đình có một chút của hồi môn để lại thì bán hết. Đùa thôi mọi người ạ. Tức là mình với anh bốn thì cũng đi làm. Đợt trước đi làm phụ hồ các thứ cũng có tiền rồi. Mẹ chú Mix thì cũng đi làm rồi, có tiền, nên là mấy chú cháu mình chung tiền vào. Chứ các em nó còn nhỏ, đứa đi học nhá. Rồi thì 7/7 vừa mới học xong rồi, chưa có tiền. Thế là ba chú cháu có tiền thì góp vào. Mỗi người mấy triệu. Thì chú Mix San sẽ công khai cho các bạn biết đây là bao tiền. Cái này á. Vâng. Cái này là gần 8 triệu đó. Gần 8 triệu, đấy anh em nhé. Đúng. Gần 8 triệu một chiếc xe này đấy em ạ. Em thấy thế nào? Đắt quá. Đắt quá hả? Vậy thì thôi anh lấy lại và anh sẽ tặng em một cái món rẻ hơn nhá. Bảy bảy vừa bỏ đắt quá cái này. Cái này anh tặng cái xe rẻ hơn có lại không? Bây giờ là phải đi đóng phim cho nó thường xuyên nhá. Đóng phim cho hay, không được rỗi hơn cái thứ đó. Trời ơi. Cả nhóm có ai có cái xe đẹp như em đâu, toàn đi xe máy thôi. Dạ. Vâng, bác. Đấy, thằng em cháu nó mới được tặng cái xe này. Bác thấy đẹp không? Đẹp chứ. Chú Mix có đi không? Chú Mix thử lên lái xe vào. Dạ. Chú thử đi vào nhá. Chú Mix có vẻ ngắn hơn 7 mọi người ạ. Ôi trời ơi, chú Mix đi chân ngắn lắm mọi người ạ. Chú Mix chân ngắn mọi người ạ. Chú Mix này chân ngắn lắm nhỉ. Mọi người nhỉ. Chú Mix chân ngắn nhỉ. Đúng không? Sao rồi? Không đạp được. Đạp được à? Không quành, không quành được. Chú Mix này chân ngắn mọi người ạ. Chân ngắn mình ấy, chân ngắn quá. Chán thật đấy. Anh 4 chân cao, anh 6 chân cao, anh 7 chân cao. 4 5 6 7 chân cao hết. Đấy, đây là cả team này. Hiện tại là trưa 12 giờ. À lôi thằng 7 ra tại chiều hôm nay đi đóng phim mọi người ạ. Chiều nay đóng phim đấy thằng 5 lên rồi kìa. Năm lại thử đây. Cái này có háo hức quá. Thì mình háo anh em cho bọn mình một like để lấy thêm động lực nhá. Có những cái sự vui vẻ trong team nhá. Anh em chết không? Cao không chú? Không phải cao đâu mà là do mình ngắn đấy. Do mình ngắn đấy chú. Mình ngắn chứ không phải cao. Nhờ 7 nha. Thấy chưa? 7 đó. Vậy bởi xe này có hợp với em không? Có. Có hợp à? Có hợp với chú Mix không? Có hợp với chú Mix không? Không hợp với chú Mix mà hợp với em à? Alpha có hợp với em không? Hợp với em á? Hợp với em? Em xin anh 7 đi. Xin... Em phải xin, em phải năn nỉ cơ. Anh 7. Đùa thôi, ăn pha mấy nữa là anh mua con xe hoành tráng hơn nhá. Ok không? Bây giờ ra cột mốc nhá. Em có 20.000 follow. Ăn kênh Alpha San Cute à? Sẽ mua cho con đạp xe đạp chân ngắn nhá. Không, xe đạp to hơn xe kia. Xe to gì kìa, em tham thế. Em có em cái chân, em nhìn cái chân của em nhá. Một mẫu này cứ này đòi đi xe to hơn xe kia thì em đi kiểu gì? Hả? Chân còn chưa tạm mua con xe nó đẹp nhưng mà em phải đi được. Con xe kia có đi được đâu mà. Hay là kiểu bị dỗi đấy. Này con Húc Uy nó còn đi hết sức nó mới đi được cái này. Nha, ok không? Cày lên chịu khó à. Lên video với các bạn cho lên 20k follow. Chú anh lại góp tiền vào mua cho con siêu xe nhá. Anh vậy thì em nói gì với các bạn luôn á? Người đăng ký kênh ủng hộ em. Làm sao nữa? Có xe đạp mới. Rồi sao nữa?
Thì lấy em cảm ơn mọi người. Ôi trời ơi. Ok, bây giờ thì về ăn cơm nhá, chiều đi quay. Em đi xe về đi. Cơ mọi người thì vào lấy xe máy mọi người về. Nào. Nhá, lúc nào anh vào anh xem cảm xúc của bố sau. Nhưng mà về hỏi xem bố có thích không nhá. Đắt hơn cả xe máy của anh rồi đấy. Xe máy của anh xem. Nhá. Sự... đấy, nó là một cái gì đó động lực cả team dành cho 707. Anh em ạ, anh em thấy ok không? Team mình là như thế anh em ạ. Giàu thì không giàu nhưng mà anh em đóng góp vào cùng nhau thì sẽ có những cái kỷ niệm đẹp để gửi tới anh em ở trong team. Rồi, sau này chúng ta sẽ mỗi người một con. Ăn pha nhá. Rồi, em phải làm sao? Ăn pha đi xe mini đó. Ok, bây giờ thì bye bye mọi người nhá. Yeah, bye bye mọi người. Ông này nè, Alpha San Cú Tía gì. Anh em follow cái ông này đấy. Về ăn cơm mọi người. Bye bye.